gạo làng ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa. Những giọt mồ hôi xa từ những bà, những mẹ, những chị bao đời phải còng lưng cấy. Nhưng câu chuyện nhọc nhằn làm nên hạt gạo làng ta đang dần qua. Người nông dân giờ đây bước vào cách làm mới, bắt đầu từ hạt giống tốt và máy móc thay sức người. Những cánh đồng ít bóng nông dân hơn, công việc đồng áng trở nên thật nhẹ nhàng. Trước kia thì gia đình cấy thủ công thì hết 2 ngày trên diện tích là 4 sào. Bây giờ máy cấy thì hết co, không đầy 1 tiếng đồng hồ. Từ khi cấy máy thì bà con nông dân nhàn hơn và tiết kiệm được thời gian hơn. Để hướng tới 100% cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp thì giống chúng tôi lựa chọn sẽ là Thụy Hương 308. Cơ giới hóa sản xuất lúa đã giải phóng sức lao động, đặc biệt là lao động nữ, tăng năng suất cây trồng, giảm chi phí sản xuất và giảm tổn thất trong và sau thu hoạch, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung và xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thời điểm trước Tết là khung cảnh nhộn nhịp của bà con đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông xuân đúng khung thời vụ tốt nhất. Vụ đông xuân năm nay, hầu hết bà con đều áp dụng phương pháp mạ khay, cấy máy. Đây là xu hướng trong sản xuất lúa trên đồng lớn, cùng giống, cùng trà, giúp giảm chi phí và giải quyết việc thiếu lao động thời vụ ở nông thôn hiện nay. Hiện tại là diện tích tôi đang quản lý, phụ trách và vận hành ấy, là 115 ha đất hai lúa. Trong những năm qua thì cái công tác cơ giới hóa là đã áp dụng được 80% cái diện tích mạ khay cấy máy, sản xuất cơ cấu bằng bộ giống lúa Thụy Hương 308. Trước đây là bà con nhân dân ở xã thì cũng đang sản xuất theo nông nghiệp thuần túy là cấy tay. Tuy nhiên sau 4 năm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao chúng tôi đưa máy móc vào phục vụ bà con, mùa vụ sẽ đảm bảo được cái khung lịch thời vụ hơn, giảm được cái chi phí nhân công cũng như là mà đem lại cái năng suất cao hơn cho bà con. Thời của máy móc và công nghệ, cây lúa cũng chuyển mình để thích ứng. Việc đưa các giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, sức chống chịu cùng chất lượng tốt, phù hợp cơ giới hóa đồng bộ là yêu cầu cần thiết. Một trong số những giống lúa được bà con tin tưởng và đánh giá cao trên các cánh đồng ở xứ Thanh hiện nay là Thụy Hương 308. Thụy Hương 308 là giống lúa lai 3 dòng được tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Vinasit sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là giống lúa cảm ôn, chất lượng cao, gieo trồng được tất cả các vụ trong năm. Thụy Hương 308 có thời gian sinh trưởng vụ xuân từ 130 đến 135 ngày, vụ hè thu và mùa từ 105 đến 110 ngày, cho năng suất trung bình từ 8 đến 8,5 tấn một hecta. Thâm canh tốt đạt ngưỡng 9 đến 10 tấn một hecta. Giống có kiểu hình gọn, đẻ nhánh rất khỏe, tỷ lệ xây sát cao, hạt gạo trắng trong, không bạc bụng, cơm thơm ngon. Thụy Hương 308 sở hữu đặc tính cứng cây, thích ứng rất rộng, chịu thâm canh, phù hợp với khí hậu, địa hình nhiều khu vực, trong đó có vùng Bắc Trung Bộ. Gia đình tôi thì hiện nay là đang canh tác 1.600 m2, cấy cái giống Thụy Hương 308. Hiện nay cái giống 308 này nó phù hợp với đồng đất của chúng tôi. Hơn nữa là gạo thì cũng ăn ngon. Điểm ưu việt của bộ giống này là nó kháng được cái bệnh bạc lá so với lại cái bộ giống khác. Đồng thời là nhân dân đã tin tưởng và đưa vào cơ cấu đại trà ở cái vụ chiêm xuân năm 2024 này rồi. Qua 3 năm sử dụng cái giống Thụy Hương 308 thì nó có mang lại cái ưu điểm vượt trội. Thứ nhất là cứng cây, cái thứ hai là năng suất, chất lượng của gạo rất là ngon. Cái thứ ba là
cái kháng chịu sâu bệnh trong quá trình tổ chức sản xuất. Qua thăm đồng, lãnh đạo và nông dân xứ Thanh đều có cái nhìn thiện cảm với thụy hương 308, khẳng định đây là giống lúa lai ba dòng ưu việt, phù hợp với đặc tính canh tác của địa phương. Do đó sẽ ưu tiên mở rộng diện tích trong những mùa vụ tiếp theo. Để nó đảm bảo được 100% cái cơ cấu trong cái đồng bộ hóa trong nông nghiệp thì chúng tôi sẽ hướng tới 100% để cái diện tích bằng cái giống thụy hương nó đảm bảo cho phục vụ cái điều kiện của người dân cũng như cái chủ trương chung của cấp ủy đảng chính quyền trong cái phát triển cái nền nông nghiệp hiện nay. Trong cái thời gian tới, hợp tác xã cũng như căn cứ theo cái lịch thời vụ của Ủy ban nhân dân xã cũng như là của các cấp thì hợp tác xã sẽ mạnh dạn là tuyên truyền, là đẩy mạnh đưa cái giống thụy hương 308 sẽ đưa vào là cái giống cơ cấu chính 80-85% là cái giống để là sản xuất đại trà cho bà con nhân dân. Tôi khẳng định là thụy hương 308 sẽ có một chỗ đứng nhất định trong tiểu khí hậu cũng như là đồng đất và chân đất của khu vực miền Trung và Trung Bộ. Với các ưu điểm là cứng cây chống đổ, tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Vinasit trong thời gian tới sẽ lựa chọn các cái bộ sản phẩm năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với biến đổi khí hậu và cơ giới hóa đồng bộ. Trăm nghe không bằng một thấy. Những ưu điểm vượt trội mà giống lúa lai Thụy Hương 308 đã chứng minh trong suốt thời gian qua trên các cánh đồng. Đây sẽ là giống lúa chính để đưa vào sản xuất tập trung, phù hợp với cơ giới hóa đồng bộ tại Thanh Hóa cùng các tỉnh. Bằng trách nhiệm với cuộc sống, con người và xã hội, các doanh nghiệp khoa học công nghệ như Vinasit đang mang đến những giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững hơn, cải thiện thu nhập và giảm bớt công sức cho bà con nông dân.